Kết thúc thời gian thí sinh đăng ký nhập học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2024 có 122.107 thí sinh không xác nhận nhập học đại học. Các em có thể xét tuyển bổ sung từ ngày 28 tháng 8. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển đại học năm nay phải xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ chậm nhất là 17 giờ ngày 27 tháng 8. Kết thúc thời gian thí sinh đăng ký nhập học theo quy định, tối ngày 27 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về số liệu thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 năm 2024 cùng với số liệu so sánh với năm 2023. Theo đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2024 là 733.652 thí sinh. Số thí sinh trúng tuyển trên hệ thống là 673.586 thí sinh. Số thí sinh xác nhận nhập học là 551.479 thí sinh. Tỷ lệ thí sinh nhập học trên số trúng tuyển là 81,87%. Như vậy, năm 2024 có 122.107 thí sinh không xác nhận nhập học đại học, tương đương 18,13%. So với năm 2023, số lượng thí sinh xác nhận nhập học năm nay tăng 56.991 thí sinh. Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, nhiều trường đại học ra thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung. Từ ngày 28 tháng 8 đến tháng 12 năm 2024, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo cần tìm hiểu thông tin ở trường để tìm ra sự lựa chọn phù hợp với mình nhất. Theo quy định, đối với thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học và bất cứ nơi nào có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ sở đào tạo, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bổ sung trên hệ thống hoặc cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển. Nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung. Đến 17 giờ ngày hôm qua 27 tháng 8, thí sinh trúng tuyển đợt 1 hoàn tất việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số liệu một số trường đại học cho thấy tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học đạt trên dưới 80% tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến tối qua ngày 27 tháng 8, xét tuyển đại học đợt 1 cả nước có 673.586 thí sinh trúng tuyển, nhưng số thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống là 551.479, đạt 81,87%. Như vậy, cả nước có 122.107 thí sinh từ chối trúng tuyển đại học đợt 1. Do đó, thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học vẫn còn cơ hội ở đợt xét tuyển bổ sung. Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề Cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 do báo Thanh niên thực hiện chiều ngày 27 tháng 8. Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ thanhniên.vn, fanpage, Facebook, kênh YouTube, TikTok, báo Thanh niên. Chia sẻ trong chương trình, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cho biết sau 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, coi như đã từ chối nhập học. Nói thêm về tỷ lệ xác nhận nhập học, tiến sĩ Võ Thanh Hải cho biết số liệu tổng hợp về tình hình thí sinh xác nhận nhập học năm nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và công bố sau thời điểm kết thúc thời gian xác nhận nhập học. Tuy nhiên, dữ liệu các năm trước cho thấy tỷ lệ thí sinh cả nước nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạt khoảng 80-85% tổng số thí sinh trúng tuyển. Ông Hải phân tích, các năm luôn có một tỷ lệ nhất định thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống dù trúng tuyển. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, do đó có thể một bộ phận thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng không thực sự yêu thích nên không nhập học. Bên cạnh đó, tiến sĩ Hải cho rằng có những thí sinh sau khi trúng tuyển mới tìm hiểu học phí các trường đại học. Không chỉ học phí, sinh viên còn cần một khoản sinh hoạt phí để có thể theo đại học. Trong khi đó, chính sách cho sinh viên được vay vốn 4 triệu đồng trên tháng lại chỉ thực hiện được sau khi thí sinh đã trở thành sinh viên của trường đại học. Tuy nhiên, nếu không xác nhận nhập học vì lý do tài chính, thí sinh cần liên hệ trực tiếp tới các trường đại học để tìm sự hỗ trợ. Hiện các trường đại học có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính với sinh viên khó khăn. Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ xác nhận và làm thủ tục nhập học đến thời điểm này đạt khoảng 80%. Tương tự, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng ghi nhận tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học tại trường đạt mức 80-85% tổng số thí sinh trúng tuyển. Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó Phòng Công tác Sinh viên nhà trường, lưu ý thí sinh gặp khó khăn tài chính còn băn khoăn về việc nhập học thì cần mạnh dạn liên hệ với các trường. Các trường đại học có những chính sách học bổng hỗ trợ tài chính với tân sinh viên. Những câu hỏi gửi về chương trình bày tỏ sự băn khoăn trong lựa chọn ngành xét tuyển bổ sung.
có những trường hợp từ chối xác nhận nhập học vì trúng tuyển ngành chưa như ý, nhưng ở giai đoạn xét bổ sung lại tỏ ra băn khoăn khi số ngành còn lại không nhiều. Thậm chí có thí sinh đang do dự việc chờ đợi thêm một năm để thi và xét tuyển lại. Trước các băn khoăn này, tiến sĩ Võ Thanh Hải cho rằng đợt xét tuyển bổ sung là cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng mong muốn ở đợt 1. Tuy nhiên, cơ hội xét tuyển đợt bổ sung không nhiều, thí sinh cần cân nhắc lựa chọn cho phù hợp. Nguyên nhân là đợt bổ sung không nhiều trường xét tuyển, chỉ tiêu không nhiều và điểm chuẩn bổ sung cũng tối thiểu bằng đợt 1 trở lên. Lời khuyên với các thí sinh còn băn khoăn, tiến sĩ Hải cho rằng thí sinh không nên chờ thêm một năm nữa để thi lại xét tuyển đại học, bởi năm 2025 sẽ bắt đầu một chương trình học và thi hoàn toàn mới. Đừng nghĩ rằng năm sau mọi thứ thuận lợi hơn năm nay, chưa kể sau một năm trôi qua, việc học có thể còn khó khăn hơn. Thí sinh cần cân nhắc thật kỹ để quyết định trong đợt xét tuyển bổ sung này, nhưng tiến sĩ Hải vẫn nêu trường hợp ngoại lệ khi phân tích có nên chờ năm sau thi lại, điều này cũng còn tùy trường hợp cụ thể. Trường hợp thí sinh hoàn cảnh nhiều khó khăn có thể phải tạm dừng việc học một năm để đi làm có tiền năm sau đi học. Với trường hợp này, thí sinh cũng vẫn nên làm thủ tục nhập học và xin bảo lưu thay vì bỏ ngang năm sau thi lại. Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên khuyên, thí sinh cần hình dung quá trình xét tuyển đợt bổ sung giống như đợt 1, chọn một ngành cần cân nhắc dựa trên sở thích năng lực sự phù hợp. Thạc sĩ Nguyên nhấn mạnh, thí sinh không nên xét tuyển đại học, trúng tuyển đại, không nên bằng mọi giá, mọi cách để trúng tuyển vào một trường đại học. Thay vào đó, nếu không đủ năng lực vào đại học, thí sinh có thể chọn học cao đẳng, có thể chọn hướng đi khác. Không nên trúng tuyển đại học bằng mọi giá, để phải trả lại giá đắt là trúng tuyển ngành nghề không mong muốn. Trong chương trình, tiến sĩ Võ Thanh Hải còn đưa ra những lời khuyên cụ thể với từng trường hợp trong giai đoạn này. Với thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1, khi tìm kiếm nguyện vọng bổ sung, thí sinh chỉ cần quan tâm một việc là trường nào đang xét tuyển ngành mình yêu thích. Trường hợp thí sinh đã trúng tuyển nhưng chưa đúng ngành mong đợi, nếu ngành trúng tuyển gần với ngành yêu thích thì nên mạnh dạn nhập học. Còn trường hợp thí sinh đã trúng tuyển ngành chưa đúng ngành mong đợi, tiến sĩ Hải cho rằng thí sinh cần thay đổi góc nhìn của mình. Bởi hiện nay các doanh nghiệp khi phỏng vấn tuyển ứng viên, yếu tố trước hết họ quan tâm chính là năng lực làm việc thực sự của ứng viên đó. Cả nước có 18 địa phương thưởng từ 100 triệu đồng trở lên cho học sinh đạt huy chương vàng Olympic quốc tế, cao nhất là Quảng Ninh 700 triệu đồng. Theo quy định của chính phủ, học sinh đạt giải Olympic quốc tế được thưởng 50 năm, 35 và 25 triệu đồng, tương ứng với huy chương vàng, bạc, đồng. Ngoài ra, nhiều địa phương có chính sách thưởng riêng cho học sinh trên địa bàn khi các em đạt kết quả tốt tại các cuộc thi trong và ngoài nước. Trong đó, 18 tỉnh thành thưởng từ 100 triệu đồng trở lên cho học sinh đạt huy chương vàng Olympic quốc tế. Đa số quy định mức cụ thể, một số địa phương dựa trên hệ số lương cơ sở. Khi lương này tăng lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, từ ngày 1 tháng 7, mức thưởng của nhiều địa phương cũng tăng. Cụ thể, Bắc Giang thưởng 121,7 triệu đồng cho huy chương vàng quốc tế tương đương 52 lần lương cơ bản. Quảng Ngãi 117 triệu, tăng khoảng 30 triệu đồng so với trước. Mức thưởng của Thái Nguyên và Nghệ An là 164 và hơn 140 triệu đồng, cao hơn năm ngoái chừng 40 triệu. Không dựa vào hệ số lương mà quy định mức tuyệt đối, tỉnh Hải Dương cũng tăng 100 triệu đồng tiền thưởng cho học sinh đạt huy chương vàng quốc tế từ 200 lên 300 triệu đồng áp dụng từ tháng 12 năm 2023. Mức thưởng của các địa phương còn lại không thay đổi. Quảng Ninh vẫn cao nhất với 700 triệu đồng, Bắc Ninh và Hải Phòng cùng 500 triệu. Vĩnh Phúc 400 triệu, thấp hơn một chút là Hưng Yên với 90 triệu đồng cho huy chương vàng quốc tế, Lào Cai với 70 triệu đồng. Ngoài ra, các địa phương cũng thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải. Mức thưởng của thầy cô thường bằng 30-50% của học sinh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, Bắc Giang từng cho biết chính sách khen thưởng cao là một trong những lý do giúp thành tích giáo dục mũi nhọn của địa phương được cải thiện. Hà Nội vốn có mức thưởng thấp với 20 triệu đồng cho học sinh giành huy chương vàng quốc tế, đang đề xuất tăng lên 250 triệu đồng.